YouTube mình nha. Thì cũng khá là lâu rồi em chưa có tương tác YouTube với anh em, cũng cỡ từng nè. Thì hôm nay em sẵn đây, em sẽ đăng con xe này lên cho anh em tham khảo. Nếu như anh em nào gặp thấy hợp nhãn với mình á thì em cứ việc nhắc máy alo với em. Số điện thoại của em là 0782934566 nha anh em. Số này em có xài Zalo luôn á. Thì đây, cận cảnh vô xe này có những chi tiết gì em sẽ ủng hộ, sẽ hỗ trợ anh em review những cái chi tiết đẹp của xe nha. Đây, đây là thông tin xe. Xivo 99 đầu 37 hải quan chính ngạch biển Quảng Nam nha anh em. 43351. Giá 310 mấy triệu nha. Thì anh em miền Bắc chơi xe còn nhiều hơn anh em miền Nam mình nữa anh em. Đây, cận cảnh dàn là chưng nha. Anh em miền Bắc chơi là chơi tới lắm em, chơi chơi xe Gin không à. Cái thứ nhất, anh em có thấy cặp đèn không? Cặp đèn 3 số 9 nè. Tháng 9 năm 99 liền Gin theo xe luôn. Đó, cái thứ hai, heo nè, Gin theo xe nè. Anh em thấy xài một thời gian nó bị mờ cái màu đi không? Cái màu sơn á, vẫn là nước sơn Gin nha, em không có dặm tốt gì luôn. Tại vì cái xe này là thực chất là cái xe Gin. Đó, những con hai con ốc này nè, anh em mà chơi xì bo mà kỳ cụ á, người ta nói hai ốc này là lên chì nè anh em. Nè, ốc số 7 cũng lên chì nè, ốc cốt cũng lên, cốt tán rồi cũng lên chì nè. Phục Gin nè. Đó. Tiếp theo đến dàn sườn lốc đi. Thì anh em miền Nam miền Bắc á chơi xe cộp lắm. Chơi sườn lốc Gin không à. Đó. Nếu như theo em đánh giá cái sườn này tầm khoảng điểm 8 trên 10 nha anh em. Đó, lên chỉ nè. Giò đạp Gin nè anh em, có mã số ở sau cái giò đạp nè. Anh em có thấy trên cái đầu ngón tay em không? Đó, chữ D8 hay là B8 gì nè. Đó. Tới cánh chim nó còn Gin nữa, Gin từng cm luôn. Đặc biệt là cây bô. Bô gam 99. Nước gam Gin theo cây bô, không sơn dặm tốt gì hết nha anh em. Cái này em khẳng định không sơn dặm tốt gì hết. Đó, nó chạy nè, những cái chi tiết chạy này là do anh chủ anh chạy á, nó bị cạ quẹt á. Nhưng mà cái bô này thì em nhìn sơ qua là nó không có mớp gì hết nha anh em. Vẫn còn đẹp, cái bụng này vẫn còn đẹp. Đó. Tiêu gam luôn nha anh em. Đây. Tiêu gam luôn nè. Đó, bô gam tiêu gam luôn. Tiếp theo những cái chi tiết này nè. Những chi tiết cộp nhất trên xe. Thường thường anh em gọi này là cũng lên chì nữa nè anh em. Cốp sau lên chì, bát tăng sơn lên chì nè. Đó, bát. Đó. Mấy cái này là đồng tiền không đó anh em. Đây, mẫu áo xe này là em thay áo cho nó là áo bạc. Tem chữ Z, em dọn đúng đời 99 luôn, về đúng mẫu 99 cho anh em luôn. Bên em thì anh em không thích cái màu này nè, em có thể đổi những cái màu áo tương tự như này đấy. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh rồi đó, màu xanh kia rồi đó, màu đỏ đô rồi đó. Anh em thích màu nào thì cứ gửi mẫu cho em sẽ hỗ trợ dọn về đúng mẫu anh em gửi nha. Đây, con này biển Quảng Nam, 92C1 43351. Anh em miền Bắc chơi đồ thời dữ dữ không anh em? Toàn là chơi đồ game không à. Đó. Đây thậm chí cái còn yên bóng nữa nè anh em. Yên bóng em bảo vệ cái yên đó bằng cách em chùm cái bao yên này nè. Đó, anh em có thấy không? Yên bóng nè. Đó, yên bóng. Đây, tiếp theo tới dàn chân. Dàn chân xe này có gì? Ở bánh trước có thì tháng 3 tháng 9 năm 99, ở đằng sau thì bánh căm tăng lan tháng 7 năm 99 nha anh em. Đây, tháng 7 năm 99. Đó. Gấp nè, nước sơn Gin nè anh em, bóng lưỡng luôn, nó lên nó bị chạy theo năm tháng ở chỗ này. Tại vì anh em mình hay thay nhôm sinh dĩa thì tăng sên nó tất nhiên là nó phải có chạy chùa rồi. Đó, ốc cặp te số 4 nè. Tiếp theo đến phần sườn lốc bên đây. Sườn lốc bên đây thì em quay kỹ vô cái chữ Z nè. Đó, thấy chữ Z không? Đó, 99 thì lốc Z, 2000 thì lốc su. Cạnh sườn lốc nè, còn rất là đẹp. 8 trên 10 nha anh em đánh giá là 8 trên 10. Đó. Tiếp theo lên tới dàn đầu đi. Dàn đầu anh em có thấy nè, cái gù này thấy nó chạy chùa không? Thật chắc là gù Gin, nước sơn Gin đó nè. Đó, em để gì luôn, em không có dặm tút. Nếu như mà em dặm tút á, cái gù nó mới quá thì anh em nhìn thấy chiếc xe nó chổi lắm. Em để nước sơn Gin cho anh em luôn. Nếu như anh em muốn dặm cái gù này lại hay là sơn mới lại thì em hỗ trợ anh sơn cho. Cặp cùm Gin, đồng hồ Gin. Đó, đồng hồ ba kim nha. Anh em này chắc anh em miền Bắc này vô đồ thêm á, tại vì chính thực chất á là đồng hồ Gin đó là đồng hồ 2 kim. Còn này đồng hồ 3 kim mình. Này nhưng mà vẫn là thực chất là đồ Gin nha anh em. Đây, cặp cùm Gin chữ nổi. Rất là đẹp nha. Đó. Đây, dàn đầu trước. Bộ miễn đèn Gin nha anh em. Bộ miễn đèn Gin có là ký hiệu chữ S nè, chữ Su á, Suzuki á. Đó. Đó, logo Gin 9899. Thì tiếp theo em sẽ hỗ trợ nổ máy cho anh em nghe tiếng máy và tiếng bô. Nếu như anh em nào mà kết được con này á thì cứ việc nhắc máy alo
với em. Em sẽ hỗ trợ tư vấn anh em chơi xe, lẫn về phần chất xe và lẫn về phần pháp lý nha. Ví dụ anh em không thích sang tên thì em ký ủy quyền cho anh em giữ biển số này anh em chạy nha, hợp pháp. Đây, để em nổ vô cho anh em nổ máy cho anh em nghe nha. Gan tay em chỉnh nhỏ xíu luôn. Anh em nghe được tiếng bô nó giòn không? Tiếng bô rất là giòn nha. Đây cho người nghe tiếng máy nè. Ghê sát vô máy luôn. Đó, em chỉnh gan tay yếu quá thành ra nó bị tắt máy anh em. Đây, để em nổ máy lại cho anh em nghe. Ghim luôn anh em, quá trời cộp trên một chiếc xe mà đột một chiếc xe mang nhiều đồ ghim như vậy á, cái giá trị thật ra nó rất là cao, nhưng mà em bán ở đây là giá vừa chơi với anh em, cho nên là anh em cứ cân đo đong đếm mà chơi. Thường thường anh Chính Trung đăng có một bài cái câu nói này rất là hay đó, tiền vẫn là của bạn nếu bạn chê mắt đó. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha, thì nếu như mà anh em nào mà xem được clip này của em á thì nhớ để lại cho em một like và một lượt comment để em tăng cái độ tương tác kênh YouTube em hơn, từ đó xem sẽ có nhiều cái động lực từ anh em truyền cho em để em quay nhiều cái xe đẹp hơn cho anh em xem nha. Rồi cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt mọi người.